Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 13 phẩm song yếu. Như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu. Cuộc sống của con người luôn đầy rẫy những thách thức và khổ đau, và trong những khoảnh khắc khó khăn đó, người ta thường tìm kiếm sự an lạc và giải thoát. Trong kho tàng giáo lý Phật giáo, câu Kinh Pháp Cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, mang một thông điệp sâu sắc về việc tu dưỡng tâm trí và hậu quả của việc bỏ bê sự tu tập này. Câu kệ này không chỉ phản ánh sự cần thiết của việc chăm sóc tâm hồn mà còn chỉ ra những nguy cơ khi chúng ta không chú ý đến sự rèn luyện nội tâm. Câu Kinh Pháp Cú này, như một viên ngọc quý của trí tuệ Phật giáo, sử dụng hình ảnh rất dễ hiểu để diễn tả một nguyên lý căn bản trong việc tu tập tâm linh. Hình ảnh, mái nhà vụng lợp, tượng trưng cho một tâm trí không được rèn luyện và tu dưỡng. Một mái nhà được lợp vụng về không thể chống lại mưa, và tương tự, một tâm trí không được chăm sóc cũng không thể chống lại sự xâm nhập của tham dục. Tham dục, với sức mạnh của nó, sẽ xâm nhập vào tâm trí như mưa vào một mái nhà không vững chắc, gây ra sự rối loạn và khổ đau. Câu kệ này nhấn mạnh rằng việc tu dưỡng tâm trí không chỉ là một phần của việc thực hành Phật giáo, mà là một yếu tố thiết yếu trong việc duy trì sự bình an và hạnh phúc. Khi tâm trí không được chăm sóc, tham dục dễ dàng xâm nhập và chi phối hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Tham dục không chỉ là một cảm xúc nhất thời mà còn là một lực lượng có khả năng làm rối loạn cuộc sống của chúng ta, tạo ra những khổ đau và khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Trong Phật giáo, việc tu tập tâm trí là một quá trình liên tục và cần thiết. Nó không chỉ bao gồm việc thực hành các bài tập thiền định hay chánh niệm mà còn bao hàm sự nhận thức và điều chỉnh liên tục các ý nghĩ và cảm xúc. Việc này giúp làm giảm sự xâm nhập của tham dục và các trạng thái tâm lý tiêu cực khác, đồng thời giúp duy trì một tâm trí thanh tịnh và bình an. Câu kệ này còn gợi ý về sự tương đồng giữa cấu trúc của một mái nhà và sự tu dưỡng tâm trí. Một mái nhà phải được xây dựng chắc chắn và lợp đúng cách để có thể chống chọi lại mưa gió. Tương tự, một tâm trí cũng cần phải được nuôi dưỡng và rèn luyện để có thể chống lại những tác động của tham dục và các yếu tố tiêu cực khác. Nếu không chăm sóc tâm trí, những khổ đau và bất an sẽ tự động xuất hiện, giống như mưa xâm nhập vào một mái nhà vụng lợp. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ hình ảnh này về cách chúng ta nên đối diện với cuộc sống và các thách thức của nó. Tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác không phải lúc nào cũng dễ nhận diện ngay lập tức. Chúng có thể len lỏi vào tâm trí một cách âm thầm, nhưng tác động của chúng là rõ ràng và có thể gây ra những rối loạn nghiêm trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, việc duy trì một tâm trí sáng suốt và thanh tịnh là vô cùng quan trọng. Câu Kinh Pháp Cú này cũng nhấn mạnh rằng tu dưỡng tâm trí không phải là một việc làm đơn giản hay nhanh chóng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự nỗ lực liên tục và sự cam kết sâu sắc từ mỗi cá nhân. Việc thực hành các nguyên lý của Phật giáo, như chánh niệm, thiền định và sự phát triển của lòng từ bi, là những phương pháp hiệu quả để duy trì một tâm trí trong sạch và phòng ngừa sự xâm nhập của tham dục. Một khi hiểu rõ về sự tương quan giữa việc chăm sóc tâm trí và những ảnh hưởng của tham dục, chúng ta có thể bắt đầu áp dụng những phương pháp cụ thể để bảo vệ và nâng cao sự an lạc nội tâm của mình. Đó là lý do tại sao việc tu dưỡng tâm trí là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình tâm linh của mỗi người. Nó không chỉ giúp chúng ta đối phó với các khó khăn và thử thách mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để đạt được sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Với việc áp dụng những giáo lý này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách mà chúng ta đối diện với các tình huống và cảm xúc. Việc này không chỉ giúp chúng ta kiểm soát tham dục mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Câu Kinh Pháp Cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập,
không chỉ là một bài học sâu sắc về sự cần thiết của việc tu dưỡng tâm trí mà còn là một chỉ dẫn quý giá cho mỗi chúng ta trong hành trình tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc. Phân tích ý nghĩa câu kinh pháp cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Câu kinh pháp cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, là một hình ảnh mạnh mẽ và sâu sắc trong giáo lý Phật giáo, mang đến cho chúng ta những bài học quý giá về sự quan trọng của việc tu tập tâm trí để duy trì sự an lạc và tránh xa khổ đau. Để hiểu rõ hơn về câu kệ này, chúng ta cần phân tích từng phần của nó và tìm ra sự liên kết giữa hình ảnh ẩn dụ và thực tế trong đời sống. Câu kệ bắt đầu với hình ảnh, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Hình ảnh này tạo ra một phép so sánh rõ ràng và dễ hình dung. Một mái nhà được lợp không chắc chắn, không kín đáo sẽ không thể bảo vệ được khỏi mưa. Khi mái nhà không được xây dựng đúng cách, nước mưa sẽ dễ dàng xuyên qua và làm ướt mọi thứ bên trong. Đây là một hình ảnh trực quan về sự yếu kém và không đầy đủ trong việc bảo vệ và giữ gìn. Tương tự, tâm trí của chúng ta cũng giống như mái nhà trong hình ảnh này. Nếu tâm trí không được chăm sóc, tu tập và rèn luyện một cách cẩn thận, nó sẽ trở nên dễ bị tổn thương và dễ bị xâm nhập bởi các yếu tố tiêu cực. Trong giáo lý Phật giáo, tâm trí là trung tâm của mọi trải nghiệm và hành động của con người. Nếu tâm trí không được quản lý đúng cách, các cảm xúc tiêu cực như tham dục, sân hận và si mê sẽ dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo, câu kệ tiếp tục với phần, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đây là phần quan trọng nhất của câu kệ, nhấn mạnh rằng việc không tu tập tâm trí sẽ dẫn đến sự xâm nhập của tham dục. Tham dục, hay còn gọi là tham lam và ham muốn, là một trong ba poison trong Phật giáo, cùng với sân hận và si mê. Tham dục là sự khát khao không bao giờ thỏa mãn, luôn tìm kiếm sự thỏa mãn từ bên ngoài và gây ra đau khổ không ngừng. Khi tâm không được tu tập, tham dục sẽ xâm nhập và chi phối tâm trí, làm cho con người luôn cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ đạt được sự hài lòng thực sự. Điều này không chỉ dẫn đến khổ đau cá nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ và cuộc sống xã hội của chúng ta. Tham dục có thể dẫn đến các hành động sai trái, sự ích kỷ và sự mâu thuẫn trong các mối quan hệ, gây ra sự bất an và xung đột. Phật giáo dạy rằng sự tu tập tâm trí là rất quan trọng để kiểm soát tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác. Tu tập tâm trí bao gồm việc phát triển chánh niệm, thiền định và các phương pháp để giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái tỉnh thức và an lạc. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta học cách nhận diện và hiểu rõ các cảm xúc của mình mà không bị chúng chi phối. Thiền định giúp chúng ta phát triển sự bình tĩnh và sự tự chủ, giúp chúng ta không bị ảnh hưởng bởi các xung đột nội tâm và cảm giác tham dục. Câu kệ, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tu dưỡng tâm trí để duy trì sự an lạc và tránh khổ đau. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nếu không chú ý chăm sóc và rèn luyện tâm trí, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác. Điều này cũng có nghĩa là việc tu tập tâm trí không chỉ là một phần của thực hành tôn giáo mà còn là một yếu tố thiết yếu trong việc tạo ra một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Tu tập không phải là một nhiệm vụ tạm thời mà là một quá trình liên tục và cần sự kiên nhẫn. Việc chăm sóc tâm trí đòi hỏi sự nỗ lực hàng ngày và sự cống hiến để thực hành các phương pháp tu tập, bao gồm thiền định, chánh niệm và lòng từ bi. Cuối cùng, câu kệ này cung cấp một bài học quan trọng về sự ảnh hưởng của tâm trí đối với cuộc sống của chúng ta. Nó cho thấy rằng việc không chăm sóc tâm trí có thể dẫn đến sự xâm nhập của các yếu tố tiêu cực, gây ra khổ đau và bất an. Ngược lại, việc chăm sóc và rèn luyện tâm trí có thể giúp chúng ta duy trì sự bình an, tránh xa khổ đau và đạt được sự hạnh phúc thực sự. Việc hiểu và áp dụng bài học từ câu kệ này có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và an lạc hơn. Bằng cách tu dưỡng tâm trí, chúng ta có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác, từ đó sống một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho cộng đồng xung quanh. Tâm không tu tập và hậu quả. Câu kinh pháp cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, phản ánh một chân lý sâu sắc trong Phật giáo về sự quan trọng của việc tu tập tâm trí. Trong đoạn này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của việc tâm không được tu tập,
những hậu quả tiêu cực khi tâm không được rèn luyện, và tác động của tham dục đối với đời sống cá nhân. Tâm không tu tập có thể được hiểu là trạng thái tâm trí không được chăm sóc, không được rèn luyện hoặc không được hướng dẫn theo các giáo lý của Phật giáo. Đúng như hình ảnh của mái nhà vụng lợp, khi mái nhà không được lợp đúng cách, mưa sẽ dễ dàng thấm vào và làm hỏng nội thất bên trong. Tương tự, khi tâm trí không được tu tập, các yếu tố tiêu cực như tham dục, sân hận và si mê sẽ dễ dàng xâm nhập và gây ra sự hỗn loạn trong tâm hồn. Khi tâm không được tu tập, các cảm xúc tiêu cực và những tư tưởng bất thiện sẽ chiếm lĩnh. Tham dục là một trong ba độc tố chính của tâm tham, sân, si là một yếu tố chính yếu trong việc gây ra khổ đau. Tham dục thường dẫn đến sự không hài lòng và mong muốn không ngừng. Khi một người không tu tập, tham dục sẽ dễ dàng xâm nhập vào tâm trí và tạo ra những mong muốn không thực tế, làm mất đi sự bình an nội tâm. Tham dục, khi không được kiểm soát, có thể gây ra những hệ quả tiêu cực nghiêm trọng. Một người bị chi phối bởi tham dục có thể tìm cách để thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn cá nhân mà không quan tâm đến hệ lụy đối với bản thân và người khác. Hành động theo sự thúc đẩy của tham dục có thể dẫn đến các quyết định sai lầm, mối quan hệ đổ vỡ, và sự bất hòa trong cuộc sống. Tham dục không chỉ gây ra sự khổ đau cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Ví dụ, khi một người hành xử theo sự tham dục, họ có thể làm tổn thương người khác thông qua hành động không công bằng hoặc thậm chí là lừa dối. Sự xâm nhập của tham dục vào tâm trí làm tăng cường sự phân chia, thiếu sự đồng cảm và gây ra xung đột trong mối quan hệ. Hơn nữa, khi tâm không được tu tập, nó dễ bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, như áp lực xã hội, truyền thông và sự so sánh với người khác, có thể làm tăng thêm sự tham dục và khát vọng. Điều này không chỉ gây ra sự bất an mà còn dẫn đến sự đổ vỡ trong giá trị cá nhân và sự mất mát của cảm giác tự chủ. Một ví dụ cụ thể là trong môi trường làm việc, khi một người không kiểm soát được sự tham dục và mong muốn cá nhân, họ có thể tìm cách để thăng tiến hoặc đạt được mục tiêu cá nhân mà không quan tâm đến sự công bằng hoặc đạo đức. Điều này có thể dẫn đến hành vi gian lận, lừa dối và cuối cùng là sự mất niềm tin từ đồng nghiệp và cấp trên. Tham dục còn có thể dẫn đến việc tiêu tốn quá nhiều thời gian và năng lượng vào những điều không cần thiết. Khi tâm không được tu tập, người ta có thể dành quá nhiều thời gian vào việc theo đuổi những sở thích và mong muốn cá nhân mà không chú ý đến những giá trị tinh thần quan trọng hơn. Điều này không chỉ gây ra sự lãng phí mà còn làm giảm đi khả năng tập trung và hiệu quả trong công việc và các hoạt động khác. Để tránh những hậu quả tiêu cực của việc tâm không tu tập và tham dục, việc rèn luyện tâm trí và thực hành các phương pháp tu tập là cực kỳ quan trọng. Chánh niệm, thiền định, và sự tự kiểm tra thường xuyên là những công cụ hữu hiệu giúp duy trì sự bình an trong tâm trí và giảm thiểu sự ảnh hưởng của tham dục. Khi một người thực hành chánh niệm, họ học cách nhận diện và làm chủ các cảm xúc và suy nghĩ của mình, giúp giảm bớt sự chi phối của tham dục. Thực hành thiền định giúp làm sạch tâm trí khỏi những tạp niệm và cảm xúc tiêu cực. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và trong sáng, sự tham dục sẽ không còn chỗ đứng. Thiền định giúp tăng cường khả năng tự chủ và khả năng nhận thức, cho phép một người nhìn nhận và xử lý cảm xúc của mình một cách khôn ngoan hơn. Tóm lại, việc tâm không được tu tập dẫn đến sự xâm nhập của tham dục, gây ra nhiều hệ quả tiêu cực trong đời sống cá nhân và mối quan hệ. Để duy trì sự bình an và tránh những tác động tiêu cực của tham dục, việc rèn luyện tâm trí và thực hành các phương pháp tu tập là vô cùng cần thiết. Chỉ khi tâm được chăm sóc và rèn luyện một cách bài bản, người ta mới có thể sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Ứng dụng câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống hiện đại. Câu kinh Pháp Cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, không chỉ là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí mà còn mang đến những bài học quý giá về cách đối diện và xử lý tham dục trong cuộc sống hiện đại. Để hiểu và áp dụng câu kệ này vào cuộc sống ngày nay, chúng ta cần xem xét cách mà tham dục ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và cách mà chúng ta có thể thực hành để giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái thanh tịnh. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều áp lực và cám dỗ, từ công việc, các mối quan hệ cá nhân cho đến sự tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Những yếu tố này có thể dễ dàng khiến tâm trí chúng ta bị sao lạc và rơi vào trạng thái tham dục, giống như cách mà mái nhà vụng lợp không thể ngăn được mưa xâm nhập. Tham dục,
được hiểu là sự khao khát mãnh liệt và không thỏa mãn, có thể dẫn đến nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ sự bất mãn cá nhân đến các mối quan hệ căng thẳng và khổ đau tinh thần. Một trong những cách quan trọng để ứng dụng câu kinh pháp cú vào đời sống hiện đại là thông qua việc nhận diện và điều chỉnh những cám dỗ và áp lực mà chúng ta phải đối mặt. Trong bối cảnh công việc, chúng ta có thể gặp phải những thách thức như sự cạnh tranh, sự mong mỏi thành công và sự khao khát công nhận. Những yếu tố này có thể tạo ra sự tham dục, làm cho chúng ta cảm thấy không đủ hài lòng với những gì mình đang có, và từ đó dẫn đến những hành vi không lành mạnh như làm việc quá sức, cạnh tranh không lành mạnh, hoặc thậm chí là đánh mất sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Để giữ cho tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục, chúng ta cần áp dụng những kỹ thuật quản lý cảm xúc và thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Một phương pháp hiệu quả là thực hành chánh niệm, điều này giúp chúng ta trở nên ý thức hơn về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Bằng cách thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận diện được khi nào tham dục bắt đầu hình thành trong tâm trí và từ đó có thể điều chỉnh hành vi và suy nghĩ của mình một cách hiệu quả hơn. Chánh niệm có thể được áp dụng qua nhiều cách khác nhau trong cuộc sống. Một ví dụ đơn giản là việc dành ra một chút thời gian mỗi ngày để ngồi thiền, tập trung vào hơi thở và quan sát các suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phản ứng hay phán xét. Điều này giúp chúng ta trở nên tỉnh thức hơn về những xu hướng và cám dỗ trong tâm trí, từ đó có thể quản lý chúng một cách chủ động hơn. Thực hành chánh niệm không chỉ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng mà còn tạo ra sự bình yên nội tại, giúp tâm trí giữ vững và không bị xâm nhập bởi tham dục. Một khía cạnh quan trọng khác là việc nuôi dưỡng lòng từ bi và sự cảm thông đối với bản thân và người khác. Tham dục thường dẫn đến sự tự mãn và thiếu lòng từ bi, khi chúng ta chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến sự ảnh hưởng của hành động của mình đối với người khác. Thực hành lòng từ bi không chỉ giúp chúng ta giảm bớt tham dục mà còn tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp và sự kết nối sâu sắc với người khác. Bằng cách nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng ta có thể nhìn thấy giá trị trong việc chia sẻ và hỗ trợ người khác, từ đó giúp giảm bớt sự khao khát và bất mãn cá nhân. Ngoài việc thực hành chánh niệm và lòng từ bi, việc thiết lập các mục tiêu và ưu tiên rõ ràng trong cuộc sống cũng là một phương pháp quan trọng để ứng dụng câu kinh pháp cú. Khi chúng ta có những mục tiêu rõ ràng và có sự ưu tiên trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chúng ta có thể giảm bớt sự lôi cuốn của tham dục và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Ví dụ, nếu chúng ta đặt mục tiêu về sức khỏe, hạnh phúc gia đình, hoặc sự phát triển cá nhân, chúng ta có thể dễ dàng nhận diện khi nào tham dục bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của mình và có thể điều chỉnh hành vi của mình để giữ cho tâm trí luôn được điều chỉnh và thanh tịnh. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mà chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như quảng cáo, truyền thông và các xu hướng tiêu dùng, việc giữ cho tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục có thể trở nên thách thức. Tuy nhiên, việc thực hành các nguyên lý của Phật giáo như chánh niệm, lòng từ bi, và việc thiết lập mục tiêu rõ ràng có thể giúp chúng ta giữ được sự bình an và hài lòng trong cuộc sống. Khi tâm trí được nuôi dưỡng và rèn luyện, chúng ta có thể đối mặt với những thách thức của cuộc sống một cách bình tĩnh và khôn ngoan hơn, đồng thời sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Tóm lại, ứng dụng câu kinh pháp cú vào cuộc sống hiện đại yêu cầu chúng ta phải có sự chú ý và thực hành liên tục để giữ cho tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục. Bằng cách áp dụng chánh niệm, nuôi dưỡng lòng từ bi, và thiết lập mục tiêu rõ ràng, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn, đồng thời sống đúng với những giáo lý sâu sắc của Phật giáo. Suy ngẫm và thực hành trong đời sống hàng ngày. Câu kinh pháp cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, chứa đựng một thông điệp sâu sắc về việc rèn luyện tâm trí và bảo vệ mình khỏi sự xâm nhập của tham dục. Để sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc, việc hiểu rõ ý nghĩa của câu kệ này và thực hành các giáo lý của Phật giáo trong đời sống hàng ngày là rất quan trọng. Trong phần này, chúng ta sẽ suy ngẫm về tầm quan trọng của việc tu tập tâm trí để tránh tham dục và đưa ra các phương pháp thực hành cụ thể để phát triển tâm hồn và sống trong sự an lạc. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng tham dục là nguồn gốc của nhiều vấn đề trong cuộc sống. Khi tâm trí không được rèn luyện và tu tập, tham dục dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng đến hành vi, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Tham dục không chỉ đơn thuần là sự thèm muốn vật chất mà còn bao gồm sự tham lam về quyền lực, danh tiếng, và sự thỏa mãn cá nhân.
Sự xâm nhập của tham dục có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, xung đột trong các mối quan hệ và sự bất an trong tâm hồn. Vì vậy, việc tu tập tâm trí để giữ gìn sự thanh tịnh và tránh xa tham dục là một nhiệm vụ quan trọng trong đời sống hàng ngày. Để thực hành lời dạy của Đức Phật và áp dụng câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống, trước hết, chúng ta cần phát triển thói quen chánh niệm. Chánh niệm là khả năng giữ sự chú ý vào hiện tại, nhận thức rõ ràng về những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân mà không bị cuốn vào những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Bằng cách thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận diện và kiểm soát các suy nghĩ tham dục ngay khi chúng mới xuất hiện. Một cách đơn giản để bắt đầu là tập trung vào hơi thở trong vài phút mỗi ngày, nhận thức sự chuyển động của cơ thể và cảm giác hiện tại mà không bị phân tâm. Thiền định là một phương pháp quan trọng khác giúp rèn luyện tâm trí và duy trì sự thanh tịnh. Thiền không chỉ giúp giảm căng thẳng và lo âu mà còn giúp phát triển khả năng quan sát và hiểu rõ tâm trí của mình. Có nhiều loại thiền khác nhau, nhưng một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả là thiền theo dõi hơi thở. Khi thực hành thiền theo dõi hơi thở, bạn tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình, quan sát từng hơi vào và ra mà không cố gắng thay đổi hay can thiệp vào quá trình đó. Sự tập trung này giúp bạn làm dịu tâm trí và giữ cho nó không bị xâm nhập bởi những suy nghĩ tham dục. Lòng từ bi là một yếu tố quan trọng khác trong việc phòng tránh tham dục. Lòng từ bi không chỉ là sự quan tâm và yêu thương đối với người khác mà còn là sự hiểu biết và thông cảm với chính mình. Khi chúng ta phát triển lòng từ bi, chúng ta có thể giảm bớt sự tham lam và ghen tị, thay vào đó là sự chấp nhận và bao dung. Thực hành lòng từ bi có thể bao gồm việc thể hiện sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đồng thời là sự khoan dung và tha thứ đối với những khuyết điểm và sai lầm của bản thân và người khác. Ngoài các phương pháp tu tập, việc xây dựng một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để duy trì tâm trí trong sạch. Điều này bao gồm việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Sự chăm sóc cơ thể không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp tâm trí cảm thấy thoải mái và sẵn sàng đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc xây dựng những mối quan hệ tích cực và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè cũng có thể giúp tạo ra một môi trường an lành cho sự phát triển tâm hồn. Việc áp dụng các giáo lý của Phật giáo vào đời sống hàng ngày cũng bao gồm việc thực hành sự chính trực và chân thành trong các mối quan hệ. Sự chân thành giúp chúng ta đối diện với sự thật về chính mình và người khác, từ đó xây dựng niềm tin và sự tôn trọng trong các mối quan hệ. Khi chúng ta thực hành sự chính trực, chúng ta cũng tự tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ cho sự phát triển tâm trí và tinh thần. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc tu tập tâm trí là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc. Sẽ có những lúc chúng ta gặp phải khó khăn và thất bại, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn kiên trì và trở lại với thực hành. Qua việc duy trì sự chánh niệm, thiền định và lòng từ bi, chúng ta có thể dần dần làm sạch tâm trí khỏi tham dục và sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Như vậy, việc áp dụng câu kinh Pháp Cú vào đời sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tâm trí và tham dục mà còn cung cấp những phương pháp thực tiễn để duy trì sự thanh tịnh và phát triển tâm hồn. Hãy thực hành những phương pháp này với lòng kiên trì và sự chân thành, và bạn sẽ thấy được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Suy ngẫm và thực hành trong đời sống hàng ngày. Câu kinh Pháp Cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, không chỉ là một hình ảnh tinh tế trong giáo lý Phật giáo mà còn là một bài học sâu sắc về sự tu dưỡng tâm trí và quản lý tham dục. Để hiểu rõ hơn về bài học này và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần suy ngẫm về tầm quan trọng của việc tu tập tâm trí và thực hành các phương pháp giúp duy trì sự thanh tịnh trong nội tâm. Mái nhà vụng lợp không chỉ đơn thuần là một hình ảnh của sự thiếu chuẩn bị, mà còn phản ánh một tình trạng tâm trí không được chăm sóc. Mưa, như sự xâm nhập của tham dục và các yếu tố tiêu cực khác, luôn sẵn sàng xâm nhập vào những chỗ hở và thiếu sót. Tương tự, nếu tâm trí của chúng ta không được rèn luyện và bảo vệ, tham dục và những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng xâm nhập và làm rối loạn cuộc sống của chúng ta. Để tránh việc tham dục xâm nhập vào tâm trí và gây ra khổ đau, việc tu tập tâm trí là vô cùng cần thiết. Tu tập không chỉ là hành động ngồi thiền hay thực hành các nghi lễ tôn giáo mà còn là một quá trình liên tục và toàn diện trong cuộc sống hàng ngày. Tu tập tâm trí bao gồm việc rèn luyện sự chánh niệm, phát triển lòng từ bi, và thực hành các giá trị đạo đức của Phật giáo.
Đây là những công cụ giúp bảo vệ tâm trí khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và giữ cho nó luôn trong trạng thái bình an. Một trong những phương pháp quan trọng để tu dưỡng tâm trí là thực hành chánh niệm. Chánh niệm, hay sự chú ý đầy đủ, là khả năng duy trì sự tập trung vào hiện tại mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận ra và đối diện với tham dục và các cảm xúc tiêu cực khi chúng xuất hiện, thay vì để chúng âm thầm xâm nhập và chi phối tâm trí. Các bài tập chánh niệm đơn giản như theo dõi hơi thở, quan sát cảm xúc mà không đánh giá, và tập trung vào từng khoảnh khắc của cuộc sống có thể giúp chúng ta duy trì sự tỉnh thức và bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập của tham dục. Ngoài chánh niệm, thiền định cũng là một công cụ mạnh mẽ trong việc giữ tâm trí thanh tịnh. Thiền không chỉ giúp giảm căng thẳng và lo âu mà còn giúp làm sạch tâm trí khỏi những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực. Các phương pháp thiền như thiền quan sát Vipassana và thiền từ bi Metta có thể giúp chúng ta phát triển sự bình an nội tại và lòng từ bi, đồng thời giúp chúng ta nhận diện và chuyển hóa tham dục khi nó xuất hiện. Bằng cách dành thời gian hàng ngày để thực hành thiền, chúng ta có thể nuôi dưỡng một tâm trí sáng suốt và không bị xâm nhập bởi những yếu tố tiêu cực. Một khía cạnh quan trọng khác của việc tu dưỡng tâm trí là phát triển lòng từ bi và sự nhân ái. Lòng từ bi không chỉ là sự quan tâm và yêu thương đối với người khác mà còn là sự hiểu biết và khoan dung đối với chính bản thân mình. Khi chúng ta phát triển lòng từ bi, chúng ta học cách đối diện với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống một cách bình thản và chấp nhận. Lòng từ bi giúp chúng ta không chỉ giảm bớt sự tham dục mà còn tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và tinh thần. Việc duy trì một lối sống đạo đức và tích cực cũng góp phần quan trọng trong việc giữ tâm trí thanh tịnh. Sống theo các giá trị đạo đức của Phật giáo, như từ bi, trí tuệ, và sự chân thành, không chỉ giúp chúng ta tránh xa những hành động gây hại cho người khác mà còn giúp bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập của tham dục và cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta sống theo những giá trị này, chúng ta tạo ra một môi trường tích cực cho sự phát triển tâm linh và giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái bình an và tự tại. Việc áp dụng các giáo lý của Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Khi tâm trí được tu dưỡng và bảo vệ, chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và an lạc hơn. Chúng ta học cách đối diện với những khó khăn và thách thức một cách bình tĩnh và chấp nhận, và chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết và lòng từ bi đối với chính bản thân và người khác. Tóm lại, câu kinh Pháp Cú, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí để tránh sự xâm nhập của tham dục và các yếu tố tiêu cực khác. Thực hành chánh niệm, thiền định, và lòng từ bi là những công cụ quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển tâm trí. Bằng cách áp dụng các giáo lý của Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể duy trì sự bình an nội tại và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Kết luận. Cuốn sách này đã khám phá một câu kinh Pháp Cú quan trọng, như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Qua các chương, chúng ta đã phân tích sâu sắc ý nghĩa của câu kệ này, hiểu được cách tham dục có thể xâm nhập vào tâm trí khi chúng ta không chú tâm tu dưỡng, và đã đưa ra những phương pháp thực hành để giữ tâm trong sạch và bình an. Câu kinh Pháp Cú này sử dụng hình ảnh rất cụ thể để truyền đạt một thông điệp sâu sắc về sự tu tập tâm trí. Hình ảnh, mái nhà vụng lợp, và, mưa, gợi ra sự bất ổn và sự xâm nhập không mong muốn, điều này phản ánh rõ ràng sự tương tự trong tâm trí con người khi không được rèn luyện và chăm sóc đúng cách. Khi mái nhà không được lợp chắc chắn, mưa sẽ dễ dàng xâm nhập vào, làm ướt nền nhà và gây hư hại. Tương tự, khi tâm trí không được tu dưỡng, tham dục, sân hận, và si mê sẽ dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng đến đời sống tâm linh và tinh thần của chúng ta. Qua việc hiểu và thực hành các giáo lý của Phật giáo, chúng ta có thể giảm thiểu sự xâm nhập của tham dục và các yếu tố tiêu cực khác. Việc tu tập tâm trí không chỉ là một phần quan trọng trong việc thực hành Phật giáo mà còn là một phương pháp hiệu quả để đạt được sự bình an nội tâm và sự hạnh phúc lâu dài. Chúng ta đã thảo luận về nhiều phương pháp, bao gồm việc thực hành chánh niệm và thiền định, và làm thế nào những phương pháp này có thể giúp chúng ta duy trì tâm trí trong sạch. Tuy nhiên, việc thực hành không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta thường gặp phải nhiều thách thức và cám dỗ trong cuộc sống hiện đại, điều này có thể làm cho việc duy trì sự chú ý và tu dưỡng tâm trí trở nên khó khăn hơn.
cám dỗ của thế giới bên ngoài, áp lực công việc, và các vấn đề cá nhân có thể dẫn đến sự mất tập trung và khiến chúng ta cảm thấy bị đè nén bởi tham dục và những cảm xúc tiêu cực khác. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng các nguyên lý của Phật giáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một cách để duy trì sự chú ý là tạo ra các thói quen thực hành hàng ngày. Thực hành thiền định và chánh niệm có thể được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày thông qua các bài tập đơn giản và dễ thực hiện. Ví dụ, dành vài phút mỗi ngày để thực hành thiền hơi thở, hoặc duy trì chánh niệm trong các hoạt động thường nhật như ăn uống, đi bộ, và giao tiếp có thể giúp củng cố tâm trí và giảm thiểu sự xâm nhập của tham dục. Bên cạnh việc thực hành cá nhân, sự hỗ trợ từ cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Tham gia vào các nhóm thiền, lớp học Phật giáo, hoặc cộng đồng hỗ trợ có thể cung cấp động lực và hướng dẫn cần thiết để duy trì thực hành. Việc chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ người khác giúp củng cố sự hiểu biết và cam kết với con đường tu tập. Cuốn sách này không chỉ là một tài liệu hướng dẫn về việc tu tập tâm trí và ứng dụng câu kinh Pháp Cú vào đời sống, mà còn là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc giữ gìn tâm trí trong sạch. Sự hiểu biết sâu sắc về các giáo lý Phật giáo, kết hợp với việc thực hành chăm chỉ và kiên trì, có thể dẫn đến sự chuyển hóa tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc tu tập tâm trí là một hành trình liên tục. Nó không phải là một đích đến mà là một quá trình không ngừng nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp phải thử thách và khó khăn, nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm, chúng ta có thể vượt qua những trở ngại và duy trì sự bình an nội tâm. Chúng ta hãy áp dụng các bài học từ câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống hàng ngày, giữ cho tâm trí luôn trong sạch và tập trung vào những giá trị cao quý của từ bi, trí tuệ, và sự hiểu biết. Bằng cách này, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống của chính mình trở nên tốt đẹp hơn mà còn góp phần tạo ra một xã hội hòa bình và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. Cuốn sách này hy vọng sẽ là một nguồn cảm hứng và hướng dẫn hữu ích trong hành trình tâm linh của bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn về những nguyên lý của Phật giáo và áp dụng chúng vào cuộc sống để đạt được sự an lạc và hạnh phúc bền vững. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh Pháp Cú bài kệ số 13 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 14 phẩm song yếu.